Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này, hai bộ phận bên trong con cá chứa chất độc cần phải tránh xa. Và nội dung thứ hai, bác sĩ mách bảo một món ăn sáng giàu canxi hơn sữa rất là nhiều. Ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với lại nội dung đầu tiên. Cá không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe nhờ có hàm lượng protein cao, ít calo và giàu DHA. Tuy nhiên có hai bộ phận trong con cá chứa nhiều độc tố và chất ô nhiễm mà bạn tuyệt đối không nên ăn. Từ lâu thì con người đã biết tận dụng cá như một món ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Cá chứa nhiều axit béo omega 3 và các vitamin như là vitamin D và B2, riboflavin. Ngoài ra thì cá còn chứa dầu canxi và phốt pho cùng với lại nhiều khoáng chất quan trọng khác như là sắt, kẽm, iốt, magie và kali. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị ăn cá ít nhất 2 lần mỗi một tuần để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên thì không phải bộ phận nào của con cá cũng có thể là ăn được. Đặc biệt là hai bộ phận dưới đây của con cá chứa nhiều chất độc hại mà nhiều người không biết vẫn ăn vì tưởng rằng nó là chất bổ. Mật cá. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Vào tháng 6 vừa qua thì bệnh viện số 1 thuộc trường Đại học Y học Chiết Giang Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 30 tuổi tên là A Minh bị ngộ độc sau khi nuốt mật cá sống. Sau 2 ngày cấp cứu, anh ta đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Bác sĩ điều trị cho anh A Minh cho biết ngộ độc mật cá gây ra các triệu chứng rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến tổn thương gan, thận và dần dần phát triển các cái triệu chứng nghiêm trọng như là viêm gan cấp tính, hoại tử gan, suy thận, phù não và tổn thương cơ tim, có thể dẫn đến tử vong. Một số bệnh nhân bị ngộ độc do ăn túi mật cá sống dù may mắn thoát chết, được cứu sống nhưng lại có nguy cơ bị liệt do tổn thương thần kinh, khiến họ phải hối hận suốt cả một đời. Bác sĩ nhắc nhở không nên ăn túi mật cá vì trường hợp nặng có thể gây tử vong và hiện chưa có thể thuốc giải độc đặc hiệu. Đối với người lớn thì chỉ cần vài gam mật cũng có thể gây ngộ độc. Nếu là một con cá lớn nặng 5-6 kg, một chiếc mật cá cũng có thể đủ để giết chết một người. Do thành phần của mật cá rất phức tạp nên axit hydrocyanic độc hại nhất có thể ức chế hoạt động của hơn 40 enzyme trong cơ thể con người, khiến tế bào không thể nào sử dụng oxy, dẫn đến ngạt nội bào, độc hại hơn cả cùng một cái lượng arsen. Hơn nữa, chất độc trong mật cá không chỉ tiêu hủy khi đun nóng, nấu chín hay là ngâm rượu, ngay cả khi hấp rồi mới ăn mật cá cũng sẽ gây ngộ độc. Vì vậy, mọi người nên loại bỏ mật cá khi mà ăn cá. Lớp màng đen bên trong thành bụng cá. Nhiều người phát hiện khi mổ bụng cá bên dưới mới mổ về, bên trong khoang bụng xuất hiện một lớp màng màu đen. Thực tế đây là lớp màng bảo vệ của cá, nằm giữa thành bụng và các cơ quan nội tạng. Chức năng chính của chúng là bôi trơn và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Một chuyên gia dinh dưỡng từng chia sẻ trên bài báo của tờ Health Times rằng màu sắc của lớp màu này phụ thuộc vào hàm lượng sắc tố trong cá, có thể sự lắng đọng melanin trong cơ thể của con cá. Dù lớp màu đen này không phải là dấu hiệu của tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng nó chủ yếu được cấu thành từ các tế bào mỡ có hàm lượng chất béo cao và giá trị dinh dưỡng thấp, cũng dễ tích tụ một số cái chất ô nhiễm hòa tan trong chất béo. Do đó ăn lớp màng này cũng không tốt cho sức khỏe của con người. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Bác sĩ mách bảo một món ăn sáng giàu canxi hơn nhựa sữa rất là nhiều. Bữa sáng đúng là vô cùng quan trọng, đúng không quý cô bác anh chị? Vậy thì việc ăn gì cho ngon, bổ, rẻ lại không ngán thì hãy cùng kênh Sức Khỏe Tốt tìm hiểu nhé. Giá trị dinh dưỡng của bắp ngô. Trong y học cổ truyền, ngô được xem là thực phẩm có tính ngọt và giàu dinh dưỡng, có thể giúp trị mất ngủ và ổn định đường huyết hiệu quả.
Ngoài ra thì hàm lượng canxi cao trong ngô cũng rất có lợi cho sự phát triển của xương khớp. Trong y học hiện đại, ngô được khuyến nghị sử dụng vào buổi sáng vì lúc này khi dạ dày còn trống rỗng sau giấc ngủ, nồng độ axit cao giúp việc nghiền nát thức ăn trở nên dễ dàng hơn. Một số công dụng về sức khỏe khi bạn thường xuyên ăn ngô: ngăn ngừa bệnh tim. Thực phẩm này có thể có hàm lượng folate cao, giúp giảm mức axit amin trong huyết quản và đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Folate là dạng vitamin B9 có vai trò quan trọng trong sự chuyển hóa axit amin và các quá trình sinh học khác của cơ thể. Việc bổ sung folate không qua quá trình chế độ dinh dưỡng có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch bằng cách duy trì mức độ axit amin trong máu ở mức phù hợp. Ngăn ngừa ung thư tốt hơn. Theo các chuyên gia thì ngô chứa một chất gọi là beta-glyposanthin, một loại carotenoid có tính chất là chống oxy hóa, có khả năng hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư phổi. Cân nặng sẽ giảm rõ rệt. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, đừng bỏ qua ngô. Ngô được biết đến là một phương pháp giảm cân tự nhiên nhờ vào hàm lượng chất xơ không tan trong nó. Chất xơ này giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ bị trĩ. Hơn nữa thì chất xơ trong ngô giúp tăng cảm giác no sau khi ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tăng cường trí nhớ. Nếu bạn thường xuyên ăn ngô vào bữa sáng mỗi ngày thì sẽ giúp cải thiện trí nhớ vô cùng tốt. Bởi vì ngô có chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin nhóm B1. Đây là dưỡng chất có tác dụng giảm các nguy cơ phát triển của bệnh Alzheimer, một bệnh gây suy giảm trí nhớ. Ổn định đường huyết. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì thường được khuyên dùng ngô thay vì các thực phẩm khác, bởi ngô giúp tăng cái lượng đường trong máu, hỗ trợ điều chỉnh insulin, giảm sự hấp thu cholesterol. Vì vậy, nếu trong nhà có bệnh nhân tiểu đường, hãy bổ sung ngô ngay lập tức vào bữa sáng cho họ nhé. Hãy lưu ý khi ăn ngô luộc vào buổi sáng. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Ngô tốt cho sức khỏe là thế, nhưng không nên ăn nhiều bởi vì cái gì quá nhiều cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Bởi vì vậy, trung bình mỗi sáng bạn nên ăn từ 1 đến 2 bắp ngô mà thôi. Bệnh nhân tiểu đường, người có chức năng tiêu hóa kém, bệnh nhân loãng xương, người thừa cân nên ăn ngô theo liều lượng cho phép của bác sĩ. Dù ngô rất tốt nhưng không nên cho trẻ nhỏ ăn bởi hàm răng của trẻ chưa hoàn thiện, khả năng nhai kém cho nên là dễ nhai dối, tạo gánh nặng cho dạ dày của bé. Những ai mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc bị rối loạn tiêu hóa thì không nên ăn ngô. Nguyên nhân là ăn ngô phải nhai kỹ, nếu không sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày, khiến dạ dày của bạn sẽ mệt mỏi. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.